Dạo này không thấy anh Phong Cận làm video tặng quà cho Sammy nữa. Anh hãy tặng cho Sammy cái gì đó đi anh. Trời ơi, sao mấy bạn thích tôi tặng quà cho Sam quá vậy? Tôi cũng thích nha các bạn. Tôi thích tặng quà cho Sam đó các bạn. Tại vì mỗi lần mà tặng quà cho Sam á, là Sam vui, Sam cười là tôi cũng vui theo, các bạn hiểu không? Nhưng mà dạo này nghèo quá bạn ơi, tiền đâu ra mà tặng cho Sam bây giờ? Bây giờ trên bàn máy tính của mình để coi có gì tặng cho Sam được không? Hay là tặng cho Sam cuisine nhỉ? Chắc là Sam cũng không thích cuisine đâu. Hay là tặng Doraemon được không ta? Tự nhiên tặng cuisine với tặng Doraemon nó hơi lạc quẻ bạn ạ. Nó hơi sai sai bạn ạ. Đáng lẽ phải tặng cho Sam cái gì đó mà nó tình cảm xíu. Từ để tôi suy nghĩ coi tặng gì giờ ta. Đúng rồi, tôi nhớ rồi. Hôm bữa tôi có đặt ở trên mạng một cái bức tranh rất là dễ thương luôn. Và bức tranh đó là bức tranh của tôi và Sam. Đó, tôi đặt làm riêng luôn nha các bạn nha. Thì ngày hôm nay tôi nghĩ rằng là tôi sẽ tặng cho Sammy. Nhưng mà để tặng cho Sam bình thường thì nó không có vui. Tôi phải tạo cái gì đó bất ngờ cho Sam, bạn hiểu không? Tôi nghĩ là tôi sẽ mời Sam vào chơi game cùng với tôi. Và nếu như mà Sammy chiến thắng tôi sẽ tặng cho Sammy món quà đó. Nhưng mà tất nhiên rồi, Sammy là con gái, cho nên nhiều khi Sammy cũng chơi game không nào thắng tôi được. Cho nên là tôi sẽ nhường cho Sam để cho Sammy thắng. Và Sammy sẽ nhận được phần quà của tôi. Đứng ra làm gì cũng hay chứ, tạo bất ngờ cho Sam. Và bạn hãy nhớ xem hết video này để xem đến cuối video để coi tôi sẽ tặng cho Sammy món quà gì nha. Ok, bắt đầu thôi. Let's go. Sammy à, hôm nay có một bạn fan mới vừa đặt cho tôi một cái thử thách rất là hay. Đó chính là tôi với Sammy sẽ vào trong tựa game bất và chơi solo game với nhau. Và nếu như mà người nào chiến thắng á, thì người đó sẽ được quyền qua bên phòng người kia và lấy bất cứ một món đồ gì đó bên phòng người kia. Kể cả đồ gì cũng được, đắt tiền, rẻ tiền gì cũng được hết, ghê không? Trời, cái gì mà lời dữ vậy? Kiểu này tôi mà thắng là tôi sẽ lấy mô hình đắt nhất ở phòng ông. Tính lấy mấy cái mô hình của tôi hả? Trời, bà làm như bà chê thắng được tôi vậy, đòi lấy mô hình của tôi. Nhưng mà tính ra mô hình trong phòng của tôi cũng hơi đắt thiệt nha. Lỡ đâu bà Sam bà lấy nguyên con Iron Man của tôi sao ta? Trời ơi, phòng tôi không có gì giá trị hết trơn nên ông muốn lấy gì lấy. Ôi, tôi lấy cái dàn PC của bà luôn, tôi đem tôi bán. Có gì vậy? Có gì luôn à? Được chứ sao không? Rồi, ok, nói chung là Sammy chấp nhận thử thách này đúng không? Chấp nhận. Rồi, ok, cái này là Sam nói nha các bạn nha. Được rồi, chúng ta cùng nhau bắt đầu vào game thế nào. Let's go. Rồi, ok 500 anh em. Hiện tại bây giờ là mình với Sammy đã vào trong một cái con map để bọn mình solo với nhau rồi nè. Thì tôi nói Sam biết nha, là cái này là có chơi có chịu nha. Ví dụ như bây giờ mà tôi qua phòng bà, tôi thấy cái gì đó đắt tiền rồi tôi lấy, lúc đó đừng có buồn, đừng có khóc, đừng có đòi lại nha. Ok, dân chơi không sợ mưa rơi, nghe chưa? ghê, cái này Sam nói nha các bạn nha. Rồi ok, bây giờ nè, đứng ở đây, không được bước vào cái quạch này. Ok, rồi chuẩn bị nha. Bây giờ ai chiến thắng là qua bên phòng người kia lấy đồ luôn nè. Ok, chuẩn bị nè. 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi. Rồi, tôi về trước rồi. Chấp Sam chạy trước luôn. Sam chạy trước thì Sam cũng có phải là thắng được Phong đâu. Trời ơi, đây nè, nhảy nè. Nhảy nè. Trời ơi, vẫn trước ông mà. Vậy hả? Trời, Phong nói cho Sam biết nha, chân của Sam có 1m6 rồi, còn Phong 1m8 cái Sam đó. Chạy nhanh hơn rồi nè. Ok, ủa rồi bây giờ đi đường nào ta? Bên này đúng không? Đường nào vậy? Ui đúng luôn. Yeah, tôi đi đúng đường rồi. Bà bị té đúng không? Rồi đường tiếp theo, đường này đúng không? Ui đúng luôn. Ui hay vậy. Tôi chọn đúng đường rồi. Ok, đi đường bên đây cho nhanh. Đi đường bên đây. Đường này đường tắt nè. Hi. Rồi. Quá đẳng cấp. Quá đẳng cấp, không bị dính cái nào luôn. Cái này khó nè. Rồi Sam ơi, để tôi trong lúc tôi đang di chuyển này, để tôi suy nghĩ coi tôi nên lấy món đồ gì bên phòng của bà nha. Để xem coi. Té rồi đúng không? Trời ơi, rồi để tôi suy nghĩ coi. Ở bên phòng của Sam thì hiện tại ngoài cái máy tính của Sam ra là có cái mô hình. Bên phòng của Sam cũng có mô hình nha các bạn nha. Có cái mô hình cái con gì đang ngồi á. Đúng rồi, cái con gì xám xám đó ngồi nó buồn hay sao á. Để tôi như tôi qua tôi lấy cái mô hình đó cho các bạn luôn. Tôi đem vô phòng tôi trang trí. Té làm sao mà được hả Sam? Ôi. Cái gì vậy? Ôi Sammy cũng đụng rồi. Cay quá. Ủa sao tôi đụng nó rồi? Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi là trời, sao mà đến đoạn cuối là tôi lại bị đụng chúng vậy? Tôi đứng đây, đúng không? Tới rồi. Ủa sao cái đến đoạn cuối là tôi lại bị dính cái kia à? Cái gì kỳ vậy? Chưa. Là đừng bao giờ là đánh giá kẻ thù của bạn nghe không? Trời ơi chết rồi, mình đánh giá thấp kẻ thù của mình. Ê Sam, ở bên này có gì nè? Qua đây. Bên này có gì nè? Ở bên này có gì thiệt nè? Ở bên dưới này có gì nè? Phong nhìn thấy có gì bên dưới này nè? Qua đây. Không tin. Thiệt, có gì bên dưới này nè? Lạ lắm.
cái gì cái gì hết. Ui, của tôi à, nghĩ sao vậy? Không có lừa được Sam mấy bạn ơi, không lừa được Sam. Trời ơi cay thế à. Thôi được rồi, nói chung là có chơi có chịu. Được rồi, để coi Sammy sẽ chọn món gì trong phòng của tôi đây. Trời bực quá. Trời buồn quá, buồn quá. Cái gì? Trời, bây giờ đến lượt tôi lựa đồ này, coi trong nhà này có gì cái giá quá. Cày quá à, sao tự nhiên mình lại thua Sam thiệt chứ. Ủa vậy gì mà tôi lấy tivi luôn hả? Thôi thôi, tivi này rẻ tiền lắm, đừng lấy. Tivi này không coi được đâu. Cái này là nó đang chiếu được cái bỏi này thôi à, chứ nó không có chiếu được gì khác đâu. Được hả? Đã. Không, cái này không lấy được đâu, không lấy được. Đừng lấy này. Để xem coi. Ủa, cái này được nè, ai được đi nè. Thôi thôi, cái tường này bự lắm, bỏ trong phòng sao không vừa đâu. Bỏ trong phòng sao không vừa, bỏ trong phòng là nó sập nhà luôn đó. Không được đâu, để phòng không mới được, đúng không? Cái gì cũng được hết trơn. Đúng trời. Đúng rồi, không được đâu. Ủa, trời. Ồ. Ê, hay bây giờ xong lấy này được nè, có cái búa nè, lấy cái búa cái thò được không? Lấy cái búa này xong bắt đầu Sam dựng phòng là Sam lấy này Sam gõ đầu phòng luôn. Trời ơi, đây búa cái gì búa thò vậy? Cái này là búa thò. Ủa thôi không lấy đâu. Sao không lấy gì cũng lấy vậy trời. Ê. Cái này được nè. Hả gì? Thì con này nhìn dễ thương nè. Thôi đừng lấy này mà, đừng có lấy con này. Sao lấy này nè, sao lấy này nè. Cái này dễ thương hơn, cái này dễ thương hơn. Thả ra coi cái con cái này để làm gì. Trời ơi con vịt này đáng như dễ thương, để phòng tôi có bầu bạn chơi cũng được. Đó, thôi chơi cái mũ luôn nha. Đó. Thôi. Rồi, có chơi có chịu, cho bà con đó luôn đó. Rồi, tôi lấy luôn nha, cảm ơn Phong Cận. Nói chung là không sao, thua một lần thôi mà, có gì đâu mấy bạn. Sammy vô phòng của tôi, Sammy lấy luôn cái con vịt của tôi luôn. Hay quá. Ok, được rồi. Tiếp nha bạn nha. Bây giờ map tiếp theo chúng ta sẽ là một con map cũng rất là đặc biệt, là một cái con map mà người ta đua xe hay sao á. Mình sẽ đua xe, nói là đua xe thôi. Nói là đua xe thôi chứ mình trượt ván nha bạn nha. Rồi ok, chuẩn bị chưa? Rồi. Rồi chuẩn bị nha, phục thù các bạn ơi, phục thù. Rồi tiếp nè, chuẩn bị nè. 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi. Chấp Sam chạy trước luôn. Chấp Sam chạy trước luôn. Tôi là đàn ông con trai, tôi nhường con gái, bạn hiểu không? Trời, tôi đàn ông con trai mạnh mẽ, ga lăng mỡ bằng. Nhảy nè. Rồi đó. Chỉ cần là mình cố gắng, là mình cẩn thận cái đâu thế mà. Té đi Sam ơi. Tôi không còn là cô Sammy ngốc nghếch nữa đúng không? À vậy hả? Không còn là cô Sammy ngốc nghếch nữa hả? Trời ơi. Trời ơi, tôi bị trúng vô cái thùng xong tôi bị dừng lại rồi. No. Thấy chưa? Thấy chưa sao? Ủa trời ơi, chẳng lẽ tôi lại thua Sam thêm màn nữa trời. Sam té rồi. Ê, tôi xin phép thắng trận này nha Sam ơi. Trời ơi, có vậy hay mà cũng té nữa. Trời ơi. Ôi! Rồi xong tôi té luôn mấy ba. Cười người hôm trước sao? Cười người hôm trước sao? Sam tới đâu rồi? Sam đi đến đâu rồi? Ủa sao gì vậy? Ủa gì? Thì tất nhiên rồi, tôi bị té ở phía trước thì tôi vẫn sẽ hồi sinh ở phía trước thôi. Rồi, tôi đi trước nha Sam ơi. Ủa sao rồi? Ủa? Where are you? I'm here. You đang ở đâu? Me đang ở đây. Rồi, tới đây. Thôi, tôi nghĩ là tôi nhường cho Sam thắng trận này luôn đi các bạn. Mình con trai, mình nhường con gái. Còn lâu nha Sam. Sam nghĩ sao vậy? Sam qua phòng tôi, Sam lấy con vịt của tôi và Sam đòi Sam nắng hả? Không có chuyện đó đâu. Trời ơi, game là dễ mini ơi. Rồi ok, lấy món đồ vậy ta. Ok đi thôi. Bây giờ sẽ tới lượt tôi chọn một món đồ trong phòng của Sam để coi lấy gì được ta. Lấy cái ghế được. Lấy sao vậy? Để xuống. Lấy xuống hả? Lấy gì? Vui lắm, kẹo này không lắc lắc vui lắm. Ủa cái gì đây, kẹo hả? Đúng rồi. Lấy kẹo làm gì? Tôi không thèm lấy kẹo. Lấy cái đèn guitar được không ta? Không. Đèn guitar nè, về mà đánh đèn 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 hợp lý hết chứ. Không biết chơi đâu, thôi. Chơi này để tôi chơi. Có chơi có chịu chứ, sao mà cái gì cũng chơi hết vậy? Rồi, lấy này lấy đâu. Lấy cái này được. Không, mày có mập tôi của tôi, cái đó là của tôi không được. À vậy thôi mình lấy này được. Được á, cái đó được. Lấy này. Trời ơi, thấy không, cô thấy không? Mẹ Sam bỏ con luôn, thấy không? Lấy con mẹ chắc Sam cho, thấy không? Trời ơi, lấy đậu thì cho nè, trời ơi. Không, không thèm lấy đậu đâu, đậu không thèm đó. Đậu mập lắm. Đậu mập lắm, lấy về nuôi tốn cơm, đúng không? Lấy... À, đây. Lấy cái này. Lấy cái gì vậy? Lấy cái mô hình này. Tưởng của tôi, tưởng mấy triệu của tôi. Đi ra, của tôi đem về. Tôi sẽ lấy cái này với các bạn. Bye bye Sam nha. Ê nhưng mà khoan đã, hình như là bên phòng tôi hết chỗ để rồi. Nên thôi,
À, giờ tôi để trong phòng Sam mà tí nữa tôi đăng lên mạng tôi bán nha. Trời ơi, coi cái gì vậy trời. Rồi, đó, bây giờ tôi là quyết định là tôi lấy con này nha. Nhưng mà bây giờ phòng tôi hết chỗ để rồi, nên thôi tôi để tạm đây. Rồi nhớ, tí nữa tôi qua tôi lấy á. Rồi, ok mini, sợ qua bên phòng Sam lấy luôn con mô hình của Sam luôn. Trời ơi, ông đúng hay luôn, phòng tôi có đó con mô hình mà ông lấy luôn các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với con map tiếp theo, sẽ là một con map bắt cua. Và nếu như người nào giành được chiến thắng, à không, từ Sam, tôi nói Sam nghe nè, Phong đang có một cái món đồ rất là đặc biệt luôn mà Phong muốn gọi là Sammy, gọi là mà chiến thắng á, là Phong sẽ tặng cho Sam cái món đồ đó. Nhưng mà nếu như Sam thua, Phong sẽ không tặng nữa. Nghe hay dữ vậy, tặng mà đồ xịn không, phải tặng đồ xịn chứ, trời ơi, bảo đảm là Sammy thích luôn, nhưng mà Sammy phải thắng tôi trước đã. Trời ơi. Còn nếu mà Sam không thắng tôi là tôi sẽ gọi là qua bên phòng Sam tôi lấy tiếp món đồ tiếp theo. Rồi ok. Ok, tôi sẽ không để ông lấy món đồ tiếp theo tôi. Rồi qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Đây, rồi qua. Ui, tính ra con map này nhìn dễ thương ghê luôn á Sam. Có hình con ếch nè. Chuẩn bị chưa? Sẵn sàng chưa? Rồi, như vậy nha. 3 2 1 chạy. Chạy con ếch nè. Ây da, trời ơi, chết tôi rồi, hình như là tôi bị đứng máy rồi. Trời ơi, chết tôi rồi, giờ sao đây? Trời ơi. Thấy chưa, tôi nói rồi nè, tôi phải cố gắng thắng màn này, không thể để thua được. Ây da, Sammy đi trước tôi rồi. Trời ơi, Sammy đi trước tôi rồi, buồn quá mấy bạn ơi, buồn quá. Buồn quá, chuyện xịn luôn á. Đây, ông không... Thôi, tôi nói đùa á, Sam ơi, hồi nãy tôi kêu tôi bị đứng máy, thật ra là do tôi nhường cho Sam đó. Thôi, sao ông ơi, tôi không tin, nghĩ sao vậy ông đâu rồi. Không tin hả? Tên. Đây nè, tôi đang ở sau lưng bà nè, bà cứ đợi đó, tôi tới nè. Tôi không để cho ông gọi là vô, gọi là lấy đụng đồ của tôi nữa bạn. Vậy hả, vậy hả? Này, ông đâu rồi, ông đâu rồi vậy? Tôi sau lưng bà nè, cách bà có xíu thôi à. Còn xa, còn xa. Xa đâu xa, cách có xíu mà xa đâu xa. Nè, bây giờ này. Bây giờ tôi chỉ cần gọi là tầm, gọi là mấy phút nữa là tôi chạy đến chỗ bà liền. Tôi cá chắc thế nào mà cũng sẽ bị té. Ây à, ui may quá, tôi xém té luôn các bạn. Rồi tôi xém té luôn. Xém nó là quê rồi. Tôi chưa té một lần đâu hết trơn. Đây, cố gắng hết sức. Phong là Phong có một món quà rất là đặc biệt luôn. Mà cái món quà đó là Phong đang tính là Phong để dành để Phong tặng cho Sam. Nhưng mà bây giờ đang tham gia thử thách, cho nên là nếu như mà Sam thắng á, thì Sam sẽ được hai lựa chọn. Một á, là Sam có thể được toàn quyền muốn lấy. Ở đây rồi, đuổi kịp bài á. Đừng. Rồi bây giờ quay trở lại với câu chuyện món đồ hồi nãy đi. Hồi nãy tôi nói với Sam cái này nè, là Phong đang có một món quà rất là đặc biệt mà Sammy có quyền lựa chọn. Nếu như Sammy chiến thắng tôi, Sammy có quyền lựa chọn một á là lấy món okay. quà đó, còn hai á lấy bất cứ đồ gì trong phòng của tôi. Ok chưa? Ok, chơi sợ gì. Rồi. Nhưng mà cái món quà đó nó có đặc biệt hay không thì hên xui nha, hên xui nha. Ok, bây giờ tôi không quan trọng, bây giờ tôi muốn tôi thắng thôi. Thắng sao mà được, thắng sao mà được. Bây giờ tôi thấy không, tôi nói thì tầm vài phút nữa tôi bằng bà liền, thấy không, cá chắc luôn, thế là bằng thiệt luôn nè. Trời ơi, tôi đang leo đầu ông nè, thấy không, tôi đang leo đầu ông nè. Rồi mấy bạn ơi, mấy bạn coi nha, bây giờ là Phong sẽ chiến thắng Sam, xong bây giờ Phong qua Phong lấy luôn cái dàn máy tính của Sam luôn, để cho Sam khỏi có máy tính Sam quay clip luôn. Cái gì mà lấy dàn máy tính không có nổi. Ủa, game này là quy định là muốn lấy gì cũng được mà. Ui, cái này biến mất. Yeah, Sammy đi sau tôi đúng không? Rồi, cái này nó biến mất là Sammy. À, dạ. Ủa, ơi, sao bà đi nhanh ơi, vậy? Sao bà đi nhanh vậy? Tại vì tôi bà rồi đúng không? Sao bà sao này bà chạy nhanh quá vậy? Ủa, sao hồi nãy bà đi chậm, còn giờ bà đi nhanh vậy? Bà có nạp tiền không vậy? Bà có sơn giày gì tăng tốc độ chạy? Cái gì? Bà sơn giày tốc độ chạy cái gì nữa? Ơi, không lưu điểm hồi sinh luôn, đi cho nó nhanh. Trời ơi, tí té nữa. Nó té sao được, tôi chấp luôn, khỏi lưu điểm hồi sinh luôn nè. Ui, trên đây có cái bánh kem hình con ếch, hình trái tim nè, sao dễ thương vậy. Ui, lít vào đây, lít vào đây nè. Ui. Còn chút xíu nữa thôi mà. Trời ơi là trời, sao mà đen quá vậy. Ok thôi, không sao, có chơi có chịu mấy bạn ạ. Rồi bây giờ thì tôi sẽ đem món quà đặc biệt qua để tặng cho Sam, để coi Sammy có thích món quà này không nha. Rồi được rồi, nói chung là Sammy đã giành chiến thắng, cho nên là tôi sẽ tặng cho Sammy món quà rất là đặc biệt mà hồi nãy tôi đã hứa. Tôi chọn món quà nha, chứ tôi không có chọn là lấy đồ phòng ông, phòng không có gì để lấy hết trơn á. Trời ơi, phòng tôi nhiều mô hình đẹp lắm mà kiểu không có gì để lấy là sao. Quà thế nào cũng xịn hơn. Ok thôi được rồi, bây giờ Sammy nhắm mắt lại, không tặng quà này, nhắm mắt lại đi. Ok 3, 2,
1, mở mắt ra. Ủa gì đây? Cái gì giống quá nổ, tặng cái khúc gỗ lại cho đập ông hả? Tặng cái khúc gỗ này để chọi anh đậu. Chọi anh đậu nè, thấy không? Mình lấy này mình cho gõ ở đậu đậu. Trời ơi, tào lao mà tặng gì tào lao vậy, biết vậy tôi lấy đồ không? Thôi bây giờ Sammy cầm giúp tôi đi, Sammy cầm giúp tôi đi. Tự nhiên tặng cái khúc gỗ gì đó. Trời ơi trời. Bên tên tên tên. Đây, xin giới thiệu với bạn, đây chính là bức tranh mà tôi đã đặt làm để tặng cho Sammy đó, đẹp chưa? Ồ, đẹp quá, giờ tranh mà còn em. Nè, mấy bạn nhìn nè, ở trên đây là có hình của tôi với Sam nè, đó, có thêm mấy bông hoa xung quanh nữa, cái này là hoa thiệt đó nha các bạn nha. Có thêm cái chữ Phong Cận và Sammy ở đây nè, đó, đẹp chưa? Ủa, đây là cái gì? Cái này hả? Cái này là cái đồ để mình gắn lên, đó. Đẹp dữ vậy, trời ơi, coi cỡ Phong Cận nhiều nha. Rồi Sammy thấy món quà này như thế nào? Ý nghĩa. Rồi nói chung là Sam thích món quà này đúng không? Rất thích luôn, đây món quà có ý nghĩa quá trời luôn á. Đó, nói chung là tôi là bình thường tôi tặng quà đắt tiền, Sammy không thích đâu bạn. Sammy chỉ thích những cái quà nào nhìn nó dễ thương thôi, thì chắc chi là món quà này quá dễ thương luôn đó. Này kỷ niệm mấy năm ta, gần 6 năm đúng không? Đúng rồi, kỷ niệm đó, quà kỷ niệm 6 năm đó, ok. Rồi, bây giờ thì chắc mình nghĩ rằng là tặng quà này cũng xong rồi thì thôi chúng ta sẽ kết thúc video tại đây nha bạn. Đó thì Sammy chấm cho món quà này mấy điểm? 10 điểm hả? 10 điểm hả? Thích đâu? Thích thì trả phong này con dịch được không? Thích nhưng mà tôi cũng thích nhìn luôn. Ok thôi, nói chung là video hôm nay rất là dài rồi, cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây nha và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Thích thì thích vậy thôi chứ không chịu trả tôi, ok rồi. Vậy thôi tôi lấy con này. Cái gì vậy? Tôi lấy con này hoài vậy? Ủa thì bây giờ Sam kêu là sao không trả con dịch thì tôi lấy này thôi. Tôi bỏ cái bàn tôi thay cho con dịch nữa không? Giờ sao? Giờ đổi cái này lấy con dịch được. Đổi dịch để trả dịch nha. Ok rồi, vậy tôi lấy được con dịch của tôi nha các bạn nha.